Xin chào cả nhà đã quay lại với kênh YouTube Vẽ Tranh Tường của anh mình. Hôm nay đội nhà mình nhận thi công vẽ trang trí cho nhà hàng tại Ninh Hòa, Khánh Hòa. Chủ đề tranh của hôm nay là thành phố Venice. Venice luôn giữ được vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng, vừa yên ả lại vừa êm đềm. Là một thành phố tuyệt vời, nằm ở phía đông bắc của Italia. Khi đến đây, du khách có thể hình dung được một cách tổng quan Venice thông qua một mạng nhện khổng lồ được tạo nên bởi 118 đảo và 175 kênh đào, với các đảo nối với nhau bởi 444 cây cầu. Không chỉ đẹp vì lịch sử, vì kiến trúc của nó và các công cụ nghệ thuật, mà còn quyến rũ, hấp dẫn du khách bởi những chiếc thuyền, kênh rạch, các nhà hàng tuyệt vời và sự lãng mạn khó quên của nó. Dưới những cây cầu là các dòng kênh xanh biếc, những gondola, phương tiện giao thông đặc trưng nhất của Venice. Đó là loại thuyền cổ của Venice, nhỏ, dài, được sử dụng rất phổ biến cho khách du lịch. Hình ảnh những chiếc gondola trôi lơ lửng trên mặt nước tĩnh lặng, liên qua các ngóc ngách con ngõ nhỏ, du dương cho tiếng hát của những người chèo thuyền, luôn để lại những dấu ấn không bao giờ phai mờ trong lòng của du khách. Đi thuyền dọc trên những dòng kênh, ta sẽ được chiêm ngưỡng những là kiến trúc độc đáo của các công trình nằm hai bên bờ. Làn nước trong xanh, cầu cảng tấp nập thuyền bè, những nhà hàng, khách sạn, quán rượu đông đúc mang một nét đặc trưng rất là riêng cho vẻ đẹp của Venice. Lấp ló sau vẻ đài cát tráng lệ của thành phố là một vẻ đẹp giản dị thanh bình của những khu phố cổ. Và đó cũng chính là những điều mà anh em họa sĩ bên nhà mình muốn thể hiện cho tấm tranh Venice này, cho nhà hàng tại Ninh Hòa, Khánh Hòa. Xin mời cả nhà cùng tham khảo qua một mẫu tranh của Venice mà đội nhà mình vừa mới thi công hoàn thiện xong.